Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món xoài lắc que. Rất là đơn giản nha các bạn, ăn rất là giòn và ngon luôn. Mình cũng có thể gọi đây là món xoài ngâm mắm đường nha các bạn. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình 2 quả xoài keo. Xoài keo thì ăn không chua lắm đâu nha các bạn, ăn rất là giòn và ngon luôn. Và các bạn cần chuẩn bị cho mình là 4 thìa đường, một ít muối, một ít ớt bột và 3 thìa nước mắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi thực hiện nha. Xoài keo các bạn mua về các bạn bỏ ngay vào trong tủ lạnh nha các bạn. Bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để cho xoài của nó giòn á. Bây giờ mình sẽ đi gọt phần xoài nha các bạn. Xoài mình sau khi đã rửa rồi nè, nhưng mà nó vẫn có cái độ lạnh của xoài, tại vì mình mới để trong tủ lạnh, mình mới lấy ra này các bạn. Các bạn gọt vỏ đi nha. Quả xoài này rất là to các bạn. Mình sẽ làm trước một quả nha. Bây giờ mình sẽ cắt xoài đi nha các bạn. Mình sẽ dùng con dao mỏng mà sắc nha các bạn. Mình cắt cho nó dễ. Sau đó các bạn cắt dọc thành miếng nhỏ nhỏ vừa ăn nha các bạn. Con dao mình dùng nhìn nó xấu xí vậy thôi nhưng mà xài rất là thích các bạn ơi. Một quả thôi mà mình cắt ra thì rất là nhiều luôn các bạn. Nên mình sẽ làm trước một quả thôi nha. Bây giờ mình sẽ đổ xoài vào cái tô nha các bạn. Mình bắt đầu trộn nha. Bây giờ mình ướp gia vị vào đây. Các bạn sẽ cho vào đây một ít muối nha các bạn. Một ít thôi. Bạn nào mà thích nữa thì mình dùng muối tôm thì sẽ ngon hơn nha các bạn. Và các bạn mình sẽ cho vào đây 4 thìa đường. Thìa to nha các bạn. Cái này mình dùng thìa nhỏ thôi. Nhưng mà 4 thìa của mình là mình dùng thìa to nha. Đổ 4 thìa đường. Ba thìa nước mắm nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây ít ớt bột. Ớt này ăn không cay đâu các bạn, rất là thơm ngon luôn các bạn. Nếu mà các bạn nào thích ăn cay thì mình có thể xái thêm ớt tươi vào nha các bạn, sắc thêm vài trái ớt tươi vào nữa. Ở đây mình ăn cay vừa phải nên mình sẽ cho ớt khô này thôi. Cả nhà mình có con nít nữa mà bọn nó nhỏ nhưng mà nó thích rất thích ăn xoài các bạn ạ. Xoài mình làm kiểu này mọi người rất là thích ăn nên mình sẽ cho cay vừa phải thôi. Các bạn đeo bao tay vào rồi bây giờ mình trộn lên nha các bạn. Mình trộn cho đều, mình để khoảng 10 phút là các bạn có thể mang ra ăn được các bạn.
Sau khi mình giờ mình sẽ để khoảng 10 phút nha các bạn. Nó đã thấm rồi các bạn này. Bây giờ mình sẽ múc và mình bỏ ra dĩa nha các bạn. Có thể mang ra dùng ngay. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn phải không ạ? Mình sẽ rắc thêm một ít bớt bột. Mình ăn thử nha các bạn. Rất là giòn luôn các bạn ơi. Rất là giòn và ngon luôn. Xoài không chua mấy đâu. Ăn rất là giòn, ngọt ngọt, đậm đà. Hơi the the cay cay của ớt rất là ngon nha các bạn. Mình cũng có thể làm y chang như vậy. Và mình sau khi các bạn làm, các bạn ướp được 10 phút rồi, mình sẽ bỏ vô ly nha các bạn. Các bạn thấy giống xoài lắc que không? Nhìn rất là ngon và hấp dẫn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé.